Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại có thêm một chiếc xe Toyota Camry. Chiếc này của em là phiên bản 2.5Q sản xuất năm 2019, màu đen, nội thất là màu đen luôn. Biển số tỉnh, xe chạy được 19.000 km, sản xuất 2019 ạ. Như mọi người đang nhìn thấy đấy ạ, thì chiếc xe này là mẫu mới, model mới nhất của Toyota Camry. Hiện tại đang được bày bán tại các đại lý Toyota trên toàn quốc. Chiếc Toyota Camry này của em là phiên bản 2.5Q bản cao cấp nhất. Và chủ xe thì không độ đẽo hay là làm bất kỳ gì ngoài những cái phụ kiện theo xe. Chiếc xe này còn rất là mới luôn, chạy có 19.000 km thôi. Đó, đây là phiên bản xe nhập khẩu. Anh chị lưu ý em nhé, chiếc xe này là xe nhập khẩu. Vì là dạo này cũng ra Tết, em khá là bận, không có nhiều thời gian để quay được, thì xin phép hôm nay em sẽ quay nhanh một chút nhé. Xe em không thể lôi ra ngoài để quay cho mọi người xem cụ thể được, thì xin phép quay nhanh và quay như này để cho mọi người nắm được thông tin là em có một chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q. Đó, bản 2.5Q là bản cao cấp nhất của Toyota Camry ạ. Trên những chiếc Camry thì có hai phiên bản, đó chính là bản ngày trước thì nó là 2.0e, nhưng từ đời này, từ đời nhập khẩu, từ những chiếc xe này thì đã đổi thành 2.0G, tên thương mại của nó đổi thành 2.0G. Lốp sơ cua đây, đó. Chiếc này em thấy còn khá là mới. Biển số tỉnh ạ, biển 60A609.51. Đó. Biển số mọi người có thể check hãng trước lịch sử thoải mái nhé. Chiếc này là 2.5Q bản cao cấp nhất. Trên bản cao cấp thì sẽ được trang bị thêm cái phím điều khiển đằng sau bằng cảm ứng đấy ạ. Đời trước của nó thì vẫn là phím bấm thường, còn đời này bây giờ nó là cảm ứng hết rồi. Hơi tối đúng không ạ? Rồi, mong mọi người thông cảm. Nói chung là chiếc này còn đẹp. Đó. Trên đời này thì đã được trang bị thêm cửa nóc ạ, cửa sổ trời đấy ạ. Đó, một tính năng mà những người dùng Camry, những fan của Camry phải chờ đợi khá là lâu mới được trang bị thêm cái cửa nóc này cho chiếc Toyota Camry. Trên phiên bản 2.5Q này thì được trang bị thêm rất là nhiều option. Ví dụ như là có loa JBL này. Loa JBL, có thêm màn hình DVD theo xe có phông tiếng Việt ạ. Và rất là nhiều những cái tính năng khác mà trước đây chưa có, ví dụ như ga tự động cruise control chẳng hạn. Đó. Đây là cốp này, xăng này. Trên bản Q thì sẽ chỉnh vô lăng bằng điện nha mọi người nhá. Đèn auto, gạt mưa auto và vô vàn những cái tính năng khác của chiếc xe này nữa. Đây, hiện tại thì chiếc Toyota Camry này chạy được 19.000 km ạ. 19.000 km. Đây là màn hình trung tâm của nó, màn hình giải trí. Có phông tiếng Việt ạ. Đó, mọi người có thể nhìn rất rõ luôn, có phông tiếng Việt, hướng dẫn mọi người sử dụng và lái xe an toàn luôn. Trên bản này thì còn được có trang bị thêm cả gảy số vô lăng đấy ạ. Đó, có phanh tay điện tử nữa, những cái mà phiên bản trước đó chưa có. Đây, có ghế điện và có cả nhiều ghế ở đây được thiết kế ở chỗ này. Tất cả bốn kính đều lên xuống tự động ạ. Hiện tại thì chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất năm 2019 này của em đang được giao bán ở trên thị trường với giá là 1 tỷ 195 triệu. 1 tỷ 195 triệu mọi người nhé. Bác nào thiện chí thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, cũng như là trao đổi qua Zalo, Facebook với tên cá nhân là Song Thảo. Em sẽ hỗ trợ mọi người tối đa và gửi ảnh, hình ảnh thực tế để cho mọi người cùng xem về chiếc xe này. Nếu như mọi người muốn mua trả góp thì em vẫn có thể hỗ trợ 70% ạ, cho mọi người lấy xe trước Tết và giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Hy vọng là mọi người sẽ thấy bổ ích và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để cập nhật được những video sắp tới và những chiếc xe sắp tới của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau.